Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Bóng Chuyện Tổng Hợp Giải Trí. Hôm nay kênh Bóng Chuyện Tổng Hợp Giải Trí xin giới thiệu với mọi người về chân dài bóng chuyền 1m85 phát bóng ghi 17 điểm, kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Tay đặt người Mỹ, Stephanie Niemeyer có những cú nhảy phát bóng hiểm hóc, gây khó cho mọi hàng thủ. Stephanie Niemeyer, nữ chủ công người Mỹ, 32 tuổi nổi lên trong màu áo đại học Cincinnati, và sau đó cô thi đấu ở nhiều nước khác nhau. Chân dài cao 1m85 từng thi đấu tại Puerto Rico, Pháp, Azerbaijan, Hy Lạp và hiện tại đang thi đấu tại Philippines cho đội bóng Beijing Blaze Vikings. Tại mỗi nước, chủ công 32 tuổi đều giành được một số danh hiệu lớn nhỏ, bên cạnh đó là những lần được vinh danh cá nhân. Ngoài những cú đánh biên chất lượng, sở trường nổi trội của Niemeyer chính là các cú giao bóng. Ngày 4 tháng 12 năm 2017, trong trận đấu giữa Olympiacos vs Marco Polo, Niemeyer đã có tới 17 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, một kỷ lục của làng bóng chuyền thế giới. Tại Olympic 2021 vừa qua ở Nhật Bản, cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới ở Vingegaard đã giành được tới 12 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp cho đội Pháp. Tuy nhiên, so với kỷ lục của Niemeyer thì vẫn kém xa. Để thành công luôn cần có bí quyết và tay đặt 32 tuổi sẵn sàng chia sẻ bí kíp. Stephanie Niemeyer cho biết, bí quyết để tạo nên những cú giao bóng ăn điểm trực tiếp là phải tập trung vào bước bật nhảy, điểm bóng rơi và quan sát vị trí đứng của đối thủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Để cập nhật những video mới nhất, mong các bạn hãy đăng ký, chia sẻ và like kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.